Mọi người có nhu cầu mua Free Fire, thử một like kim cương, quay tay nhận ngàn quà khổ và nhiều phần thưởng khác chỉ với 25k. Mua nick Free Fire giá rẻ chất lượng hãy đến với shopanhfor.com. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với cái channel của thằng fan thủ lĩnh em nhá. Ngày nay mình review bộ đồ cái gì nhỉ? Cái gì thủ binh lĩnh gì đấy ở trong vòng quay bay màu mới ra em ạ. Đây mình thôi để mình nhặt cái hộp đấy luôn. Có hai thanh niên nhảy nhờ lò đằng sau này anh em. Ui không khi mà số 9 té vào. Ui sao mấy đi lên chưa gì nhảy xuống nó phang nhau này. Đây cái súng gần này để mình đẩy qua mình chơi luôn mạ. Đâu ta? Ấy trên lầu. Ui xịt bắn đầu mình. Thôi nào anh trai. Mình bị lỗ máu em ơi. Đây rồi, may quá có mình máu. Nha, quay tay mình máu nhẹ rồi chúng ta đẩy lên này. Mà không biết nó có kỹ năng tro hay không anh em ạ. Nha, thì đang thủ bên trên lầu này. Góc nào ấy ra. Mẹ cái hòm xác bạn mình tưởng người. Ui cái huy hiệu đã săn nó còn chưa kịp nhặt nữa kìa. Thì đang ngồi trên lầu 2 này. Ấy chà. Như đang tính mẹ nó nhảy xuống nó chơi này anh em. Bây giờ mình sẽ ngồi bên dưới đây mình chờ trên đồi cổng trời từ tỉa xuống này. Bắt đầu chờ nó chạy xuống là hợp lý anh em nhá. Ấy chà rồi. Đúng rồi đó. Ok. Nó bắt đầu sống kìa anh em. Ui chỗ trên đồi sẽ sấy yếu người ta. Nó có bóng ke đặt luôn rồi kìa. Ôi sao để sấy bóng ke không được anh em nhờ. Bây giờ sao ta? Bây giờ mình phải phá quả bóng ke để cho thanh niên trên đồi sấy xuống này. Những góc này không được đều. Nó nhảy xuống bên dưới. Đủ. Mày nhảy xuống bên dưới hả mày? Thanh niên nhảy xuống từ mình không biết em ạ. Nhà đồ này vẫn còn đứa trên đồi phải anh em ạ. Ôi chúng ta phải dùng cái đầu liền anh em ơi. Mẹ thanh niên bên trên đồi đẩy xuống này. Con em rình gì mà đồ đấy rồi. chủ tịch chắc là nghĩ mình vẫn ở bên trên nhà lớn mà ngồi rình mình ạ. Chắc là thanh niên bên trên đồ nó mắc xuống bên dưới đấy anh em. Trời ơi thanh niên ngồi mà mò rình mình ạ. Sấy cho mấy viên 2 mà bụng 49 rụng trứng luôn, cho ra sảnh chờ làm cái mới liền. Xem xác trai cái gì chúng ta. Đại gia bông keo anh em ạ. Kìa ấy còn 2 quả keo nữa. Sỏi hợp lý nha. Bây giờ mình có tiền không ta? Có này, tranh thủ đu xuống bên dưới mua bông keo nhanh bạn. Không nó hết hàng lại bảo sao đen á. Tranh thủ mua hàng nhanh không hết hàng này. Ui còn 3 lượt. May quá anh em ơi. Vứt đạn trường ra. Ôi hợp lý luôn nha. Vừa 3 lần nữa này. Mua được thêm ba lô. Biết thế mua giáp xài vẫn ngon hơn mà ba lô mình còn đi kiếm được chứ. Để quay đây nhặt lấy quả mìn coi. Đấy thấy của mình này không nhặt hơi phí này. Đấy nhặt mình có gì mình cài mình y vô cực các bạn. Kìa. Ui đây có thêm được một tiền này. Kiếm thêm một tiền nữa là mua bong ke là vừa. Đó mua giáp 3 là vừa này anh em. Kìa. Đâu ra anh trai. Lại còn đẩy lá. Ui giời. Anh trai bắn mình được một viên đẩy lá vậy là chết rồi anh em ạ. Ui shipper cho mình tí bong ke này. Ui ship đạn cho mình luôn này anh em. Giỏi hợp lý nhá. Mà thế nên có đạn tỉa này. Có giáp 2 này anh em. Thêm tiền. Nên mình bây giờ mình chạy vào đây mình mua cái barret hợp lý bắn này anh em ơi. Tự dưng có anh trai ship cho mình 8 viên đạn tỉa chứ. Đâu rồi ta? Barret đâu rồi? Bây giờ mình lên phân vân là mua thôi. Mua barret anh em. Có 2 tiền mua barret xài nó vẫn hợp lý hơn. Đấy vứt đạn trường ra. Bây giờ bo này nó lên cổng trời này. Mà mình đã có 22 quả bong keo ơi. Bo này không thôi, từ để mình lên cổng cho xem kiếm có đốt bom để xem bo 2 nó có lơ độ biển quảng cáo trên cổng trời không. Mình lên biển quảng cáo trên cổng trời cầm barret bắn là hợp lý luôn em ạ. Ui bữa trước mình cầm vs lên biển quảng cáo đấy rồi đúng không, nay mình sẽ cầm barret nhá. Kìa ui có một chấm đỏ ở nhà đá, mình nó thấy mình không. Nó nhìn đều mình rồi. Bật khí lên. Nhìn thủ nhà đá. Rồi lé ló đầu ra xem nào. Không được mời, chắc mình sẽ phải vòng xuống bên dưới đồi mày móc lên bên trên lờ để qua chơi nó rồi mời. Sử thanh niên ra sau này xong mình mới leo lên được cả. Thanh niên vẫn còn me mình ca mình bên dưới đồi thì anh em. Chủ tịch vẫn chưa biết mình móc lên trên đây mời. Đây bây giờ mình sẽ công sát lại nhà đá này, tạo tiếng bước chân cho nó chạy ra lan can nó canh này anh em. Mình sẽ chỉ cho anh em cách quăng lựu nhà đá mà không bị thanh niên kiểu né anh em ạ. Phải đặt đẩy sát qua đã. Thấy tiếng chân nó rồi. Mình sẽ giờ mình đẩy qua đây mình công cột tháng này anh em, công lầu 2 này. Check mình trước đã. Rồi. Nghe thấy tiếng chân nó chạy lại ngay góc lan can đó. Đấy, các bạn quăng lựu đạn phải đứng từ xa này. Nó sẽ không phát hiện ra quả lựu đạn của mình, nó kêu bíp bíp em ạ. Ấy, quăng lại tới là bùm. Ui giời ơi. Hợp lý liệt. Cả kiện cái nhà em ạ. Đấy, chúng ta phải dùng cái đầu. Công quăng lựu công nhà đá nó phải như thế em ạ. Sởi, được ngay. Wow. Trời ơi.
Đại gia bông keo này anh em ơi. Uầy, hơi bị nhiều keo nhá. 31 quả bông keo này. 31 quả bông keo này. Ôi, cái bông 1 cũng sắp phút xong này anh em. Hay là bây giờ mình chờ bông 1. À mà thôi, chắc mình nghĩ khả năng là bông 2 nó sẽ đổi trên biểu cáo á. Lên mình sẽ tranh thủ thời gian lên luôn mà. Không, cái bông nó nhỏ nhỏ lại mới nên cái chạy bông là bắn sắp mặt á. À chà, đấy có cái sửa giáp này. Tranh thủ leo lên biểu cáo anh em ạ. Leo nhanh con bông này nó thu sát sát lại mới nên tỉa mình lại bảo sao đen á. Bữa trước mình bị một lần rồi, lên chúng ta phải rút kinh nghiệm. Leo tranh thủ có bông keo là phải leo lên liền. Ấy á, cái gì đây? Ấy, chạy xuống dưới. Thôi nào anh trai, đâu ra vậy? Trời ơi, mẹ cay thế em nhở. Ôi mắc thằng này, sao mình leo lên được biển quảng cáo ta? Hình như nó bắn barret hay là ca phụ kiện thì phải á. Hình như nó bắn pha ca phụ kiện đúng không? Nếu mà nó bắn ca phụ kiện thì khả năng nó không bắn xuyên keo đâu anh em. Để mình sẽ leo thẳng hướng này này là không bắn được này. Đấy, hợp lý luôn. Uầy, phèn thông minh ý nhở. Tranh thủ đặt leo nhanh, không tí nữa có đứa nó bóc sau lưng lại bảo sao đen em ạ. Ok kìa. Thấy mình đặt con kem nó to tấn công lại chơi mình này anh em. Để nha. Để lắc lách mình chơi nó. Mẹ thằng khốn nạn này, mày dám cản đường thằng phèn lên biển quảng cáo bướng này. Ok kìa. Đặt bông keo mày. Đùa với phèn ba jet cả mày. Hư này. Úi, hai viên. Ba viên. Ok kìa. Lỗi đam. Ui giời ơi. Hư hả mày? Cho ra sảnh chờ làm cái mới liền. Tự dưng viên thứ ba bị lỗi đam anh em ạ. Ok kìa. Có một giật chấm chấm đỏ, hình như là một thanh niên đó leo lên bên nóc chọc anh em. Ui, thanh niên ship đá tiếng mình luôn, hợp lý chứ. Bây giờ mình sẽ tranh thủ mình leo lên biển quảng cáo mà. Tiện thể là chúng ta sẽ xử luôn thanh niên leo lên trên ấy nhá. Ôi kìa, sao lại cầm hai cái xúc tiến này, cái xúc cút hai bên mình đâu? À đây rồi. Mình leo lên biển quảng cáo này coi như là xong đời nó luôn em ơi. Ôi xời, nay nhiều keo lên chúng ta sẽ đặt thoải mái thôi. Ôi kìa. Ôi, từ nha. Quả vừa rồi mình đặt hơi xa mà. May mà trận này mình nhiều bom keo, không là pha nhảy cũng hơi căng nha. Đó, xời, hợp lý liền. Uầy, được ngay. Rồi, thanh niên nốc chứ. À đây. Bò. Ơ kìa, đừng bò sâu xuống chứ bạn. Ôi, trời ơi, đúng rồi, lỗ cái đầu lên. Ui, nó bò sâu xuống rồi em ơi. Chắc là nó thấy mình leo lên trên đây, nó bò sâu xuống rồi này em ơi. Kìa, cái bò 2 nó cũng thu sắp xong này. Để mình xem cái bò 2 nó, à đâu, cái bò 3 nó có độ không nhá. Khả năng là bò 3 nó độ ở về đây cũng hơi căng rồi nhé. Ây chà, bên dưới đồi có phăng nhau kìa. Đây rồi, chuối rồi em ơi. Ây, đang bắn nhau với ai đấy? Ơ kìa, à đây. Ây chà, một chị gái. Ui xồi, ui trời. Chưa kịp cái đầu nữa kìa anh em ơi, cay nhở. Nhá, thanh niên kia đang chạy lại cuốn máu kìa. Ôi, không biết nó thấy cái quả bom keo mình trên đây không ta. Nhưng mà nó phát hiện mình trên biển quảng cáo là coi như toang đó. À kìa, à đây, chạy lại lút đồ này. Ây chà, ơ kìa, sao lút đồ nhanh thế. Ấy, một viên barret rồi. Thêm nó bay vào, ui trời ơi. Ôi, cay thế anh em nhở. Ok, một thanh niên nào từ trên bờ đồi mò lên nữa kìa anh em. Giờ phải chờ mấy thanh niên là chạy bo thì mình mới bắn được nha. Mà mình cũng phải chạy bo nữa mà, bo 3 không độ này, bo 3 như shit vậy. Đây hồi thì chạy ra dưới đồi mồi, ke phát ngay đầu này. Chạy phát, bốp hết sọt, ơ kìa. Ui, trời ơi, cay ngay đầu hụt kiếm ơi. Anh chả bật kiên cho rô hả mày. Trời ơi, con đứa đập mình kìa anh em. Từ chạy đi hả mày. Ui, một viên không khuất tầm. Một viên, ui giời ơi, xin nhá. Còn anh trai cái nghe bờ đồn gì đấy. Làm gì có ai ở nhà ba gian đâu anh trai. Thầy bị bắn một viên. Nấp này. Thầy đi vẫn không biết mình bắn đâu em ạ. Ok, vẫn còn quay tay. Ui, chạy bao lâu rồi. Ôi giời ơi, hợp lý nhá. Xin nhẹ hai kêu hợp lý liền. Bật kia chú rô quay tay cái nhẹ này. Nên sợ con nào bắn mình quá em ơi. Ôi, Thôi, bình tĩnh nào. Ui xịt. Con đứa nó cao mình ngay bên trên nhà lỗi kìa em ơi. Té vô bên trong trò. Ui, cái bo 4 nó còn đập thẳng qua góc bên kia nữa chứ kìa. Thanh niên bên nhà lỗ bây giờ cái bo này cũng hơi khó nha. Chà, thanh niên lỗ bắn ai kìa. Bây giờ cái bo này mình nghĩ là mình lên thôi, mình đẩy sang bên nhà lỗ mình chơi nó luôn đi. Thì để lấy cái bờ đồi trên kia thì nó sẽ lợi hơn này. Chạy ở đây kiếm thanh niên trên nhà lỗ mà đấy, nó dán tỉa mình cay thật. Đấy nó tỉa bên nhà ma, có khi nào đẩy qua bên nhà ma được không ta? Ok, đây có tiếng vết bên nhà ma. Hình như nó công qua góc này này em ơi. Bật cho rô quăng lựu đạn ý. Được nha, mình sẽ chờ nó hết cho rô mà. Ây chà, quăng lựu đạn công an thì phải đó. Hở đầu này. Lỗ đầu xinh xinh. Xin nhá, hợp lý này anh em ơi. Ôi, còn thanh niên bắn VS mình nghe bên nhà ma nữa này. Nào, chủ tịch chạy bo đi chứ. Cái bo thu sắp đến nơi rồi kìa. Thanh niên vẫn ngồi bên trên lầu 2 em ạ. Mình sẽ chờ nhé, khả năng nó sẽ nhảy góc cửa sổ nào đó mời. Nó không dám đi cầu thang xuống đâu. À đây, ấy vừa vào xong nhảy cửa sổ xuống mày. Mày rất là con trai à, to be co tí niu.
nhập tí máu em ơi. Ấy á, có đứa trong máu nó cam mình nữa chứ. Bình tĩnh nào mấy anh trai, làm gì manh động thế. Nó có mình. Ấy á, bật cho đô chạy. Téo đây em ơi. Ôi, gì manh động dữ vậy chị hai. Ấy chà, pro laser mà. Chị gái chạy. Mày bắn xong mà chạy mày. Ăn một viên ballet kìa. Nha, nó chạy sang các bức tường này. Me đúng không? Đúng rồi, nhảy ra. Hợp kịch bản luôn. Ui, hợp lý em nhá. Sỏi. Uầy, được ngay lên. Ui, boss này. Ôi. Boss còn có 22 người nữa mời. Đặt keo lút nhẹ tí máu thôi với tí đạn đã. Ui. À, bọn phải bên dưới này. Tranh thủ cơ hội đẩy xuống chơi luôn mời. Cơ hội về top 1 luôn chứ. Cặp đang có bắt nhau bên dưới bờ đồi vui nè. Mình vừa nghe thấy tiếng bắn ống lựu hay là tiếng súng tỉa bên dưới đồi này. Lúc nào ta? Dẫn như là đây. Một thanh niên bắn bên dưới này. Con này thấy rồi nha. Một thanh niên vừa chạy lên bên trên nhà gỗ mà. Mình sẽ mem mình giết đứa bên dưới đồi này trước này anh em ơi. Bo đã thu lại. Mình đang phân vân quá, thôi giết đứa dưới đồi trước đi. Bắn hai cái súng tỉa này phải. Và xử đứa bên trên sau này. Ok. Từ từ. Mình chạy qua nhà gỗ, nó chạy qua nhà gỗ xanh đây được rồi. Sát mình này. Mình đang phân vân quá em ạ. Chắc có lẽ mình nghĩ mình lên xử đứa bên dưới đồi. À đây đúng rồi. Xử đứa bên dưới đồi trước này. Ấy à. À thì bắn hai cái ballet. Ấy à. Làm gì đấy? Làm sao? Ui sời, hợp lý em nhá. Rồi meme được kia đẩy qua này. À đây rồi. Hợp lý. Ui nó có trò. Ui mình mất kia rồi mọi. Mày ơi. Ấy. Ui thôi hết đạn rồi. Oh shit. Ui. Ui mình tính sai kịch bản rồi anh em ơi. Hết đạn rồi anh ơi tha em. Trời ơi. Tính sai kịch bản rồi mà kia bắn hai cây adup không có đạn súng sóc côn. Ui trời ơi sai kịch bản rồi, sai lầm anh em ạ. Vì thế mình xử đứa trên đồi trước rồi xử đứa bắn súng tỉa sau là hợp lý rồi. Trời ơi sai một ly là đi luôn cái top 1. Thôi chắc là video này của mình cũng xin kết thúc thôi. Em xem video này thì của mình thì đừng quên để lại một like, một share vào phần dưới và nhớ là đăng ký kênh và bật chuông nhá. Lên link biển cáo bắn như vậy là cũng vui rồi.